Xin chào, ta là dược sĩ Trang Nguyễn, và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục Tủ Thuốc. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về MSM, hay còn gọi là methylsulfonin methan. Thì nếu như các bạn quan tâm về loại thuốc này thì Trang có 5 phần chính muốn chia sẻ đến bạn. Và Trang hy vọng rằng với những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, cũng như giúp cho bạn hiểu hơn về MSM, để chúng ta có một cái nhìn khái quát, để chúng ta sử dụng đúng nhất, an toàn và tốt nhất cho sức khỏe của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nhé. Với phần đầu tiên đó chính là MSM, hay còn gọi là methylsulfonin methan là gì? MSM là chữ viết tắt của methylsulfonin methan, là một trong những cái hợp chất hữu cơ tự nhiên có chứa lưu huỳnh hữu cơ. Thì nó được tìm thấy trong nhiều thực phẩm như là củ cải đường nè, củ hành, tỏi, rau chân vịt và một số những cái loại thực phẩm bổ sung trên thị trường mà các bạn hay thấy nó có viết tắt là MSM đó. Thì MSM được sử dụng như là một loại thuốc để bổ trợ điều trị các vấn đề về sức khỏe, đó là bổ trợ điều trị các bạn ha. Thì nó bao gồm những cái vấn đề như là viêm khớp nè, thoái hóa khớp, đau nhức cơ bắp hay các vấn đề về da, vân vân. Ngoài ra nó còn được sử dụng để cải thiện tình trạng sức khỏe ở tóc, ở da, ở móng, tùy thuộc vào mục đích mà nhà sản xuất sẽ đưa nó vào sản phẩm. Thì tuy nhiên các bạn cần lưu ý rằng các công dụng của MSM thì chưa được chứng minh một cách rõ ràng bởi các nghiên cứu lâm sàng lớn và đáng tin cậy. Việc sử dụng MSM như là một loại thuốc bổ sung nên thực hiện với sự giám sát của bác sĩ hoặc những người có kiến thức chuyên môn hoặc các chuyên gia dinh dưỡng. Đồng thời bạn phải tuân thủ theo các hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn của sản phẩm các bạn ha. Có nghĩa là khi sử dụng những sản phẩm có chứa MSM, nhà sản xuất đã đưa ra khuyến nghị sử dụng liều bao nhiêu thì các bạn cần tuân thủ. Chúng ta đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để tốt nhất cho sức khỏe của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai. Công dụng của MSM, hay còn gọi là công dụng của methylsulfonin methan là gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua cái thành phần công dụng của MSM với Trang ha. Thì Trang đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều rồi, thì MSM là methylsulfonin methan thì được cho có nhiều công dụng khác nhau cho sức khỏe của các bạn khi bạn dùng. Đầu tiên nó sẽ hỗ trợ sức khỏe khớp và xương. Thì MSM được sử dụng để giảm đau, giảm viêm và giảm đi tình trạng thoái hóa ở khớp. Nó cũng được cho là có khả năng tăng cường hấp thụ canxi, giúp cải thiện sức khỏe và sức khỏe của xương và khớp các bạn ha. Thứ hai, nó sẽ cải thiện tình trạng da, tóc và móng. Thì MSM có khả năng tăng cường tính đàn hồi trên da, cải thiện xuất hiện của các nếp nhăn, vết chân chim. Nó cũng được dùng để cải thiện tình trạng về tóc móng bằng các phương pháp tăng cường sức mạnh và tăng độ bóng cho tóc, cho móng của bạn, hạn chế rẫy rụng. Nhưng mà gãy rụng tóc thì bạn dùng biotin thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Thứ ba, giảm đau và sưng tấy. Thì MSM được sử dụng để giảm đau và giảm sưng tấy trong nhiều trường hợp, bao gồm là đau nhức cơ bắp, đau lưng hay là đau do chấn thương. Tiếp đó là tăng cường hệ thống miễn dịch. MSM được cho là có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, giúp ngăn ngừa và điều trị các bệnh lý về nhiễm trùng. Thì được cho thôi các bạn ha, chứ là chưa có nghiên cứu một cách đầy đủ về cái việc nó tăng cường hệ thống miễn dịch ra sao đó. Cải thiện chất lượng cuộc sống, nó sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn bằng cách là nó sẽ tác dụng làm giảm căng thẳng và tăng cường cái năng lượng cho cơ thể, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của những người đang sử dụng MSM. Thì như vậy là bạn đã hiểu về những cái công dụng sơ lược mà MSM, hay còn gọi là methylsulfonin methan, mang đến đó.
Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ ba. Cách dùng MSM, Methylsulfonyl Methane như thế nào? Thì MSM có thể được sử dụng dưới dạng phiên mang, dạng bột hay là dạng kem. Thì nó có rất nhiều những cái dạng bào chế tùy thuộc vào bạn dùng cái dạng nào thôi. Thì cách sử dụng cụ thể thì đã có ghi trên những cái dạng bào chế của sản phẩm rồi, đã chỉ dẫn rất rõ từ nhà sản xuất, thì các bạn chỉ cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thôi. Và bạn muốn hướng dẫn thì Trang hướng dẫn sơ lược cho các bạn ha. Dạng phiên mang thì bạn uống phiên mang MSM với nước, hoặc có nghĩa là bạn uống trước hoặc là sau bữa ăn đó, liều lượng từ 500mg đến 2000mg mỗi ngày, phân chia thành 2 đến 3 lần uống trong một ngày, hoặc là bạn tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ các bạn ha. Còn đối với dạng bột thì bạn thêm bột MSM vào nước hoặc là đồ uống rồi chúng ta khuấy đều lên chúng ta uống thôi. Cái liều lượng thông thường là 500mg đến 3000mg mỗi ngày, phân thành 2 đến 3 lần uống, và bạn uống theo chỉ dẫn trên sản phẩm là tốt nhất các bạn nhé. Dạng kem thì thoa kem MSM trực tiếp lên vùng da cần điều trị, bạn massage một cách nhẹ nhàng để nó thấm vào bên trong da của mình, và nên tuân thủ liều lượng và cách sử dụng trên sản phẩm để tốt nhất cho sức khỏe của mình. Thì tại sao Trang luôn khuyên mọi người nên sử dụng theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất? Bởi vì người ta đã nghiên cứu, đánh giá cái mức độ an toàn mới đưa ra cái liều dùng các bạn ha. Thì các bạn nên sử dụng như vậy thì sẽ tốt hơn. Ngoài ra, việc sử dụng MSM còn phải tuân thủ liều lượng và cách sử dụng hoặc là chỉ định ghi trên sản phẩm hoặc theo chỉ định của bác sĩ. Nếu bạn đang lo ngại hoặc lo lắng về những vấn đề hay là cách sử dụng về MSM thì bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia dinh dưỡng trước khi dùng bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ tư, tác dụng phụ và chống chỉ định của MSM. Thì dưới đây là một số những tác dụng phụ và chống chỉ định của MSM. Thì đầu tiên là tác dụng phụ ha. Thì nó có những cái tác dụng phụ nào? Nó sẽ dẫn đến tình trạng là khó chịu ở dạ dày, làm cho bạn cảm thấy buồn nôn hoặc là nôn mửa luôn. Còn ở hệ thần kinh thì nó dẫn đến tình trạng đau đầu, chóng mặt. Bạn cũng có thể mệt mỏi hoặc buồn ngủ, táo bón, tiêu chảy, phát ban, ngứa ở da, khó thở hoặc khọt khè. Cũng có thể dẫn đến tình trạng tăng huyết áp khi các bạn sử dụng. Thì đó là những tác dụng phụ khi bạn dùng MSM. Còn chống chỉ định của MSM đối với những trường hợp nào? Thì quá mỏng với bất kỳ thành phần nào của MSM, thì hoặc bạn dị ứng với bất kỳ thành phần nào trong các sản phẩm đó khi sử dụng thì chúng ta nên cần lưu ý. Bệnh nhân đang sử dụng những loại thuốc chống đông máu, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, người bị bệnh gan hoặc thận nặng, thì đó là những cái trường hợp chống chỉ định các bạn nhé. Cho nên việc sử dụng MSM thì cần được thực hiện với sự giám sát của bác sĩ chuyên môn hoặc là các chuyên gia dinh dưỡng để bạn sử dụng đúng, an toàn và tốt nhất cho sức khỏe của mình. Thì các bạn luôn nói là bác sĩ không hướng dẫn cho các bạn, là tại sao là bác sĩ không hướng dẫn cho các bạn? Tại vì các bạn không hỏi thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần cuối cùng, phần thứ 5, mức độ an toàn của MSM như thế nào? Thì MSM có thể an toàn cho hầu hết tất cả mọi người khi uống trong thời gian tối đa là 3 tháng hoặc khi dùng kết hợp với những cái thành phần khác. Chẳng hạn như bạn kết hợp với silymarin hoặc là acid hyaluronic và dầu cây trà trong vòng 20 ngày. Bạn bị suy tĩnh mạch và các vấn đề về tuần hoàn khác, đó là suy tĩnh mạch mãn tính, vân vân các bạn ha. Thì sử dụng kem dưỡng da có chứa thành phần MSM đó, thì cho chi, cho những cái chi dưới bạn bị suy giãn tĩnh mạch đó, có thể làm
tăng cái quá trình sưng và đau đối với những người giãn tĩnh mạch hoặc là những cái vấn đề về tuần hoàn khác. Phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú không đủ thông tin đảm bảo rằng nó an toàn cho bạn trong cái thời kỳ này, cho nên cần tham khảo ý kiến tư vấn của các thầy thuốc hoặc bác sĩ trước khi sử dụng để tránh được cái trường hợp ảnh hưởng cho sức khỏe của mẹ và bé, để tốt nhất cho sức khỏe của mẹ và bé các bạn ha. Thì đó là những kiến thức xoay quanh về MSM, thì mong rằng các bạn sử dụng đúng, an toàn và tốt nhất cho mình. Và hy vọng rằng với những kiến thức này đã giúp cho bạn rất nhiều trong việc tìm hiểu thêm. Nếu cho bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm Nguyễn Thị Trang.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.